Cái môn của huyền tâm thì quý vị chỉ tập trung vào kinh tạng thôi. Rồi sau này quý vị mà nắm vững kinh tạng, quý vị có thể đi vào duy thức, có thể đi vào ngài Trần Na, ngài Thể Thân, ngài Long Thọ, thì tất cả quý vị phải xoay quanh một cái gốc giống như cái trục vậy, thì quý vị sẽ không đi lạc đường. Chứ không thôi là quý vị tất cả mọi cái chỉ đều bổ sung làm sáng tỏ với kinh tạng hết, không có cái gì mà đi ngoài cái này cả. Cho nên chứ mà quý vị học từ kinh tạng, quý vị nắm cho vững á, cái này Hương Tâm nói là kinh tạng nam truyền, hay là gọi là Nikaya. Hiền Tâm xin điều chỉnh lại một tí. Thật sự không có cái gì gọi là nguyên thủy cả, kể từ khi sau khi Đức Phật nhập diệt. Không có chỉ là nguyên cả, không có chỉ là thủy cả. Ngoài cả là trộn lẫn, ngay cả Theravada là một bộ phải chứ không phải là nguyên thủy. Cho nên sử dụng từ nguyên thủy là hơi bị lệch lạc. Quý vị nên nhớ như vậy nè. Không phải là nói tôi là nguyên thủy, tất cả mọi cái theo tôi, không phải. Chữ thế ra có nghĩa là gì? Thiền Tông phải nói cho rõ cái này để quý vị xác định lại cái tư tưởng của quý vị, cho mình có cái chỗ vững. Thế ra có nghĩa là gì? Thế ra là gì? Quý vị biết cái tư mà hoa thường á, là sáu ni tao dùng thôi. Trưởng lão, nói là trưởng lão là chính xác nhất, tại vì chữ thường tòa thật sự ra thời Đức Phật có thể mình gọi là thường tòa bồ được. Nhưng mà thường tòa thì bây giờ là người ta sẽ suy từ khi tàu mà có thêm hòa thường nữa thì thường tòa có nghĩa là nhỏ nhỏ nhỏ. Nhưng mà thế ra không phải nhỏ nhỏ, thế ra là những vị trọng gây đi về này. Thế ra là những vị trưởng lão bồ. Cái này là từ của Hiền Tâm nghe. Trưởng lão bồ. Không có sai, chính xác. Theravada tức là gì? Vara là học thuyết, quan điểm, học thuyết, chủ trương của những vị trưởng lão chống gầy đi, bảo thủ, không muốn thay đổi. Gọi là orthodox. Cho nên cái Theravada là cái từ sau này qua bên Sri Lanka là có, con thật ra nguyên thủy gọi là Sravidat, tức là những vị trưởng lão, con Theravada là mới sau này thôi. Thời sau khi nhá, ngay cả những thời kỳ tập kinh điển thứ nhất thứ hai, Huyền Tâm nghĩ cái từ Theravada chưa có đâu. Cho nên Theravada gọi là trưởng lão bộ. Thì dù sao những vị trưởng lão họ có những cái gì, cái chất họ không muốn thay đổi, tức là ok Phật, Phật dạy sao tôi nói vậy. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái chữ Theravada cái thời ngay cả khi thời kỳ tập thứ nhất cũng có những vị không phải hoàn toàn là đồng ý với những cái thời kỳ tập kinh tạng đâu. Cũng có những vị nói tôi nghe cho nên tôi biết. Mặc dù ngài A Nan là ngài trung tuyến lại những cái kinh tạng, nhưng mà quý vị nên biết rằng trong số những vị mà có mặt trong cái hội chúng của bốn thời kỳ kể tập, đặc biệt thời kỳ kể tập thứ nhất á, thì cũng có vị là cũng nói tôi nghe tôi không biết, cho nên thành ra ok tôi thuận đại chúng, không có ý kiến. Cho nên điều này có nghĩa là gì? Ngay cả kinh tạng mà trải qua suốt 700 năm là có những cái bỏ vào, có những cái để chỉnh sửa một tí, có những cái quý vị sau này thêm vào. Cho nên Theravada gọi là trưởng lão bộ, mình gọi chính xác gọi là nam truyền. Theravada nam truyền và Mahayana là bắc truyền. Thì Huyền Tâm nói lại, sở dĩ vì sao mà Theravada là có cái mà thống nhất là tại vì những vị trưởng lão thì họ dựa vào một cái chuẩn mực thật sự, tức là họ lấy kinh tạng họ truyền thừa theo những cái gì truyền tụng. Còn bên Mahayana gọi là phát triển bài chủng bộ, tức là người già, người trẻ, nam, nữ, ai cũng có thể theo được cả. Mahayana nên hiểu như là một hệ thống tư tưởng hơn là một bộ phái. Ok, chứ bây giờ mình khép lại ngang đây. Chào ý, cái này ước dữ rít. Cháu Huyền Tâm ta dậy khô. Thật sự ra khi mà nói ra một cái tư tưởng mới thì quý vị phải có căn cứ, quý vị nói. Được rồi sư cô, được rồi. Cho nên Huyền Tâm nói Nikaya, kinh tạng Nikaya, tức là mình có thể nói là cái chuẩn mực. Vì sao? Dù sao đi nữa thì cái kinh tạng Nikaya là được kết tập mà viết thành chữ,
được việc thành bố là ở bên Sri Lanka vào khoảng năm 80 trước Công nguyên. Như vậy thì mình lấy cái mốc này. Còn những cái gọi là kinh A Hàm thì cũng có thể là cùng kết tập cùng thời, hơi chịch, hơi khác nhau một xí thôi, không có khác nhau lắm đâu. Thật sự mà nói có người họ nói như vậy, nhưng mà nên nói là chữ kinh tàng đi ca gia là đúng hơn. Không dư, thật sự ra không dư. Thầy nghĩ về chú Hiện Tâm thấy không dư. Tại vì chữ Nikaya này á, tức là giống như là một collection, một cái bucket. Trong đó là mình có là kinh luật luận Nikaya, có thể là nằm trong kinh luật luận. Còn loại kinh tàng Nikaya là chỉ về kinh. Tại vì Nikaya nó có thể là bao gồm kinh, bao gồm luật và bao gồm luận, hoặc là Pali Sutra. Nếu như mà nói thì Huyền Tâm nói là Pali Sutra thì chính xác. Còn Nikaya đó thật sự không có chi sai hết, không có chi. Trong Nikaya, trong này có nghĩa là kinh tạng. Nikaya này có nghĩa là cũng là bao gồm tất cả những bộ, tương thương ta nói năm bộ Nikaya, năm bộ kinh Nikaya, không có chi sai hết, không sai. Cũng có người nói với Huyền Tâm như vậy đó, nhưng Huyền Tâm nghĩ hẳn sai. Kinh tàng Nam truyền tức là Nikaya hoặc là Pali Sutra. Rồi bây giờ mình nói là, hay là mình nói là tiến trình nhận thức. Bây giờ mình học là câu hỏi số 2 để quý vị thi này, gọi là tiến trình nhận thức làm tâm ô nhiễm. Hay là mình nói sao, tiến trình nhận thức của năm uẩn, năm thủ uẩn. Hoặc là mình có thể nói là tại sao đây có năm thủ uẩn. Mình thì gọi năm thủ uẩn, Phật thì gọi năm thủ uẩn. Phật thì cũng có năm uẩn, nhưng mà năm uẩn của Ngài nó gọi là năm thủ uẩn. Đây gọi là tiến trình nhận thức của năm thủ uẩn, tức là tiến trình nhận thức của những người, của những chúng sanh đang còn trong vòng luân hồi sanh tử, hay là còn khổ đau, gọi là năm thủ uẩn. Thì trong tiến trình này bữa hôm quý vị đã ghi rồi. Bữa hôm là quý vị ai đọc lại cái định nghĩa bữa hôm? Đọc lại mấy lần? Đọc đi, đọc tới mấy lần. Thật sự đọc kinh á, khi mà quý vị đọc kinh là quý vị đừng nghĩ giống như là đọc tiểu thuyết, lật ra coi thử đâu sao cuối sao. Quý vị đọc từ từ chậm rãi. Thay vì Huyền Tâm nói thật, thay vì quý vị mình tụng một thời kinh á, thì mình có thể mình ngồi yên mình trì một bài kinh tạng, mình trì tới trì lui mấy lần thì nó rất là thấm, lần lần nó sẽ tỏ ra cho quý vị nhiều cái. Rồi bây giờ cái này là quý vị dựa vào trong kính, Huyền Tâm sẽ cho vì quý vị vài bữa hôm quý vị có cái tờ giấy đó chưa? Bữa hôm? No. Không, cái tờ giấy mà Huyền Tâm phải để cho quý vị copy ra mà có hai câu hỏi á. Rồi, không có cài. Trong đó có hai câu hỏi, có chưa? No, có rồi. Trong đó có hai câu hỏi mà quý vị photo ra, trong đó có không? Không có hả? Hay là đưa cho cái lớp đại học từ xa? Rồi ok, để Huyền Tâm đưa cho quý vị. Cái bài này quý vị đọc bài kinh Mật Hoàng. Bài này là Đức Phật. Lần trước là quý vị, chứ bây giờ Huyền Tâm hỏi mà quý vị một vài điểm này. 62 quan điểm ngoài đạo do đâu mà có? Do từ nơi xuất phát từ đâu? Kinh nghiệm cá nhân, hay là từ nơi cảm thọ về do cái gì nữa? Chấp vào quan điểm gọi là tham ái. Về đọc lại kinh Trường Bộ Kinh, tại vì quý vị biết cái bài kinh Trường Bộ Kinh này rất là hay. Một trong những cái bài kinh mà cho quý vị một cái nền tảng bối cảnh lịch sử của xã hội Ấn Độ, và cũng như những quan điểm
về thuộc về ASEAN cũng như là không thuộc về ASEAN. Được chưa? Giờ chứ là quý vị phải có nắm một vài khái niệm này. Chứ 12 nhân duyên là có gì? Nhân quá khứ là gì? Quả hiện tại, nhân hiện tại, quả vị lai. Trời đất ơi, chứ mua bao nhiêu gì nữa? Chi nữa? Sanh lão tử. Chứ bây giờ nhân tâm hỏi, mới tâm nói quý vị này. Từ vô minh hành, thức danh sắc lục nhập xúc thọ là tiện trên này gọi là quả hiện tại. Như vậy quả hiện tại mình thay đổi được không? Quả hiện tại mình thay đổi không được, nhưng mình có thể tạo một cái nhân. Đó là nhân giải thoát hay là nhân? Giải thoát là nhân với nhân luân hồi. Như vậy là bắt đầu từ đâu? Ấy, thật sự ra quý vị ngồi phân tích 12 nhân duyên là rõ ràng lắm. Bây giờ nói 12 nhân duyên trong 3 thời như vậy, nó có thật là một kiếp, hai kiếp, ba kiếp hay không? Cái đó là cái vấn đề tùy theo quan điểm quý vị giải thích. Có người nói trong 3 thời, 12 nhân duyên trong 3 thời này á, tức là nó từ hiện tại là quả hiện tại, là bây giờ kiếp sống này đến kiếp sống sau, rồi kiếp sống sau nữa trong quá khứ. Nhưng mà cũng có người giải thích là 12 nhân duyên này trong vòng một tâm niệm. Thì ok, tùy theo quý vị, cái quan điểm quý vị. Thật sự ra mà nói á, thì là Phật thuyết nhất ngôn chúng sanh tùy giải. Quý vị có thể giải thích theo cái gì mà có thể quý vị cảm thấy có lý nhất, có thể xử lý trong cái vấn đề học kinh tạng của mình một cách uyển chuyển nhất. Còn về cái cách mà Hương Tâm nghiên cứu á, thì Hương Tâm nói quý vị, mình có thể đọc nhiều, nhưng mà mình phải chắc lọc những cái gì dễ hiểu nhất. Hương Tâm thích dễ hiểu, chứ con rắc rối lắm, tiếc nó rắc rối vô cùng. Những cái gì mình cảm thấy dễ hiểu nhất để mình xử lý. Chứ bây giờ nói là bây giờ mình phải thay đổi từ nơi nhân quá khứ là vô minh hành, quả hiện tại là danh sắc lục nhập xúc thọ, tức là cái đấy gọi là quả hiện tại. Chứ bây giờ muốn thay đổi cái tiến trình trong tương lai thì phải thay đổi cái gì? Nhân hiện tại, tức là từ nơi cái ái này, nếu như mà có ái thì phải xử lý cái ái như thế nào để được giải thoát. Cho nên trong tập đệ là nhân của khổ là gì? Do gì? Tham ái. Được chưa? Bây giờ quý vị đi vào này. Do nhân con mắt, các sắc pháp nhãn sức thức khởi lên, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ. Thì trong giai đoạn do những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm thì có hỷ luận. Do hỷ luận vị ấy làm nhân, một số hỷ luận vọng tưởng ám ảnh một người đối với các sắc pháp do mắt nhận thức quá khứ, tương lai và hiện tại. Như vậy là từ nơi chỗ nhân con mắt đến các sắc pháp nhận thức khởi lên, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ. Giai đoạn này là gọi là giai đoạn gì? Bị tác động hay là giai đoạn mình thụ động? Đúng chưa? Để từ bây giờ những gì có cảm thọ thôi có tưởng, những gì có tưởng thôi có suy tầm, những gì có suy tầm thì có hệ luận. Tức là cái giai đoạn cuối cùng cả là giai đoạn gì? Giai đoạn mình có thể xử lý. Còn nếu như không là mình thế nào mình giải thoát được? Nếu như tiến trình nhận thức năm uẩn mà toàn hoàn toàn là thụ động, bị tác động bên ngoài thiên bao giờ mình giải thoát được hết? Cho nên vấn đề người ta nói một câu về này: bạn đừng có than phiền. Than phiền rồi là coi như là giận dữ than phiền cho nhiều, nhưng mà thế giới đứng ai xử lý cho bạn, ai ngồi giữa mà giải quyết hết á. Cho nên thế nào bạn phải có một cái cách để mà sống giữa cái thế gian này, một cách nào mà cảm thấy hữu hiệu nhất, vậy là hạnh phúc đem tới cho mình hạnh phúc an lạc nhất. Thì cái giai đoạn sau, tức là giai đoạn những gì có cảm thọ thời có, những gì có tưởng thời có suy tâm, những gì có suy tâm, thì trong giai đoạn sau này nếu như mà cái tiến trình nhận thức mà khởi lên từ nơi tưởng thì mình có thể xử lý như thế nào để mà đưa đến giải thoát? Như bây giờ quý vị, Huyền Tâm hỏi quý vị này, bữa hôm mình học là tâm, là đặc tính của tâm là gì? Ai nhớ đặc tính của tâm là gì? Sao? Đặc tính của tâm là gì? Thứ nhất là gì? Hay là mình nói là chức năng của tâm? Thứ nhất là gì?
Quý vị biết cái chữ này thì mình thường hay gọi là gì biết không? Trong di thức học gọi là gì? Trong di thức học hay gọi là gì? Tấm vương. Thật sự ra viên tấm hiểu vì sao gọi là tấm vương. Hắn có nghi à? Hắn bối rối. Nói chung là mình bối rối. Còn tâm sợ là gì? Không, sorry, bộ hôm Satana không phải nghe, Satana là tạc ý. Đây là tâm sợ. Cho nên quý vị biết thật sự ra không để nổi, khó hiểu lắm. Quý vị có thể hiểu với cách đơn giản nhất. Nhưng mà cái từ này Huyền Tâm không hiểu. Bây giờ ví dụ vì sao mà nói cái chữ tâm vương này. Thật sự ra đặc tính của tâm chít này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tu thính, có nghĩa là tu nấu, có nghĩa là suy nghĩ hay là biết. Nó là một tiếng tình. Cái này này, đó là một tiếng tình. Nhớ nè, nó không phải là một cái chứ đó mình lấy ra mình có thể coi được. Giống như ngày xưa mà khi tâm học mà gọi là a lại da là cái kho tàng, mình nói a kho tàng là có chỗ mà đó nằm trong đầu mình, nó nằm trong trái tim mình rồi đó. Mình có hiểu, tại vì cái ngôn từ lúc nào cũng phải là cần cái sự giải thích. Cho nên quý vị khi mà quý vị học đích na ga là có một cái về này. Đích na ga là ngài chủ trương hai cái nhận thức gọi là valid knowledge, tức là nhận thức đúng. Cái thứ nhất á, là gì? Mình gọi cái thứ nhất là nhận thức trực tiếp. Để Huyền Tâm nói cái này cho quý vị hiểu, để quý vị có thể. Cái thứ hai nữa là suy luận, hay là gọi là gì? Tỷ chí, tỷ lượng hả? Hay là cái là tiến trình khái niệm hóa. Cả này có gọi là Huyền Tâm nói là Huyền Tâm gọi suy luận này mình gọi là khái niệm hóa. Tỷ lượng là có gì? Đây là theo cái hiểu của Huyền Tâm nghe. Huyền Tâm có hiểu chữ tỷ lượng này là gì? Thật sự đánh có chí tỷ hết á. Tỷ là gì? Tỷ là ước lượng, tỷ là so sánh. Mà chữ lượng đấy hắn cũng đúng. Hắn phải là lượng. Lượng là đo lượng, nhưng bắn phải. Tất cả những cái này là gọi là chi phương tiện. Không có trong từ điển nào mà cũng như trong từ điển rất rõ ràng. Cái chữ ngoài Brahmana thì nó có nghĩa là gì? Nó có ba nghĩa. Cái thứ nhất á, là đo lượng. Cái nghĩa thứ hai nữa là authentic, tức là nó có một cái gọi là cái giá trị thập chứng. Cái thứ ba nữa là phương tiện nhận thức. Thì đây là có nghĩa là phương tiện nhận thức. Mà Huyền Tâm hiểu sao hiền lượng, tỷ lượng. Chắc ngày xưa các ngài cũng có từ điển. Nhưng Huyền Tâm nghĩ cái từ này hắn chính xác. Không biết chữ tỷ lượng, hiền lượng, tỷ hiền lượng. Mình gọi là tực nhận thì ok. Chịu, cả đó Huyền Tâm biết. Nhưng mà cái này là theo cái suy nghĩ của Huyền Tâm nghe. Còn quý vị học sao thì quý vị học. Tại vì tất cả những cái này Huyền Tâm chia sẻ cho quý vị toàn là cái của Huyền Tâm hết. Mà một người đều có thể có kiến giải riêng, no problem, không có cái gì mà sai hết á. Miệng sao mình hiểu cho sáng tỏ cái quan điểm của mình, cái đó mới là quan trọng. Cho nên quý vị cần một thời gian để quý vị thấm những cái gì quý vị học. Thứ nhất là cần nhận thức trực tiếp, cái này có thể gọi là chỉ nói chỉ có thể là cảm thọ. Những cái cảm thọ, những cái sensation thoáng qua. Cái này là chưa có ngôn từ, chưa có khái niệm. Còn cái này là khái niệm họ. Thì trong tiết học của ngài Đích Na Ga thì cả tiến trình cả thứ nhất gọi là chưa có ngôn từ. Còn cái thứ hai có niệm họ. Thì cái này là cũng như là tên gọi chung. Tôi gọi là Samanaya. Còn cái này tôi gọi là gì? Gọi Pratyaksa. Tức là khi có khái niệm họ này là bắt đầu có ngôn ngữ. Có ngôn từ. Vậy thôi. Mà ngôn từ này là khái niệm chung. Ví dụ như Huyền Tâm thấy một người đằng xa, thì khi nào mình có một cái cảm thọ, khi mình có xúc thì mình có thọ. Nhưng mình nói à, đây là cái cô A chẳng hạn, thì đó là một cái gọi tên. Chứ con biết rằng tỷ lượng chỗ này, I don't know. Nhưng mà theo Huyền Tâm nghiên cứu thì nó là như vậy. Hẳn không đến nổi khó hiểu lắm. Rồi, chứ bây giờ Huyền Tâm nói qua cái vấn đề này. Khi mà nói tấm vương thì bây giờ Huyền Tâm suy ra được một chữ vì sao gọi là tấm vương. Là tại vì á, tại vì quý biết tấm là có mấy chức năng. Thứ nhất là gì? Cả thứ nhất là gì?
nó là công cụ để mà nhận thức, hay là cái thứ hai là gì? Tác nhân, nó đóng vai trò như người mình nhận thức. Tác nhân đây thì mình đóng vai trò, mình gọi là như có, là có một cái người nhận thức, như thể là có một người nhận thức. Cái thứ ba là gì? Dòng chảy của nhận thức. Thì ở đây quý vị rõ ràng khi mình có tác nhân người này là tấm vương, nó sai sự. Cho nên đây á, các ngài dịch tấm vương này có nghĩa là trong cái từ của chữ ta này á, thì nó cũng có nghĩa là gì? Giống như có một người vậy á, làm chủ sai sự. Cho nên đây là quý ngài dịch là gì? Tâm vương. Thực sự ra nhưng tâm không có hiểu tâm vương là gì, cho đến khi mình nghiên cứu, mình học, mình trở về các cái từ mà gọi là căn bản nhất thì mình mới hiểu được. Nhưng mà không thể nào thấy được một cái tâm vương là như thế nào nếu như mà nó không có cái gì, không có đặc tính của tâm. Cho nên tâm thì quý vị tìm không có ra, nhưng mà cũng biết được rằng mình đang trong tâm, mình đang có gì là tại vì sao? Nhờ có tâm sở. Tức là thực ra tâm sở là những cái khởi lên phụ thuộc vào tâm á, thì cái này có nghĩa là gì? Đặc tính của tâm. Đặc tính của tâm. Ví dụ như là vui buồn, ví dụ như vậy, tất cả những cái này, những cái trạng thái của tâm từ thô đến tệ thì đây gọi là tâm sở. Thì điều này có nghĩa ở đây là quý vị sẽ thấy cái gì? Tâm vừa là đóng vai trò như một người nhận thức, nhưng mà nó cũng là một dòng chảy của nhận thức. Như vậy ở trong tâm nó đã chia chẻ ra hai cái lượng nguyên ở trong tâm rồi, đó là vừa người nhận thức và gì? Vừa chủ mà vừa đối tượng. Thì trong tâm này, đúng chưa? Bây giờ nói về cái đặc tính của tâm á, thì quý vị không thể nào tìm thấy tâm, nhưng mà quý vị có thể biết được tâm là tại vì thế nào? Nó luôn luôn có đối tượng. Bạn nói đến tâm là phải có đối tượng. Còn không có đối tượng là quý vị rất khó biết tâm là gì. Ví dụ như đây là huyền tâm nói theo ngôn ngữ thông thường, chữ huyền tâm không nói đến ngôn ngữ những bậc thánh, những bậc chứng ngộ. Tại vì những bậc chứng ngộ Đức Phật dạy là giống như chim bay trên trời không có dấu vết, thì mình không có bàn đến, mình bàn đến cái vấn đề con người thực thể của mình được. Thì ở đây quý vị sẽ thấy tác nhân là người, là chủ thể. Như vậy tâm và chữ vừa là chủ thể vừa là đối tượng, không tách rời được. Từ trong cái định nghĩa của tâm là quý vị sẽ thấy rồi. Chứ bây giờ nói cái đặc tính của tâm, cái chức năng của tâm, chứ bây giờ tâm á, thì nó khởi lên do cái gì? Luôn luôn có đối tượng. Cái thứ nhất là tâm luôn có đối tượng. Nó có thể là tồn tại một mình. Và cái thứ ba là không có không gian và thời gian. Tại vì sao? Bây giờ tâm nói này, bây giờ nói tâm không có không gian và thời gian này. Ví dụ như bây giờ huyền tâm nhớ cái việc bạch kính nào hè, mà Đức Phật có một vị hỏi cái đặc tính của tâm, thì Đức Phật có nói tâm là mình thể nào mình biết được nó, không có không gian thời gian. Bây giờ quý vị mất 2 ngày từ đây mà ra ngoài Hà Nội, nếu như mà thật sự quý vị mà đi là quý vị phải lấy xe buýt mà quý vị đi, quý vị mất 2 ngày. Nhưng mà ở thế giới của tâm, quý vị có thể khởi lên một cái là quý vị đến Hà Nội ngay. Cho nên thành ra cả thế giới của tâm là nó thế nào? Nó không có không gian và thời gian, và nó có thể tồn tại một mình, nó có thể vẽ vời, nó có thể chạy về quá khứ, chạy về tương lai. Tất cả những cái này là đặc tính của tâm. Bây giờ nó có thể tồn tại một mình và nó luôn luôn có đối tượng. Tại vì mình không thể nào mình biết được tâm vương như thế nào nếu như mà nó không có gì, nó không có tâm sở. Thì tốt hơn hết bây giờ quý vị chỉ biết đặc tính của tâm như thế nào, nhưng bây giờ mình nói là nó có tâm sở, tức là cetasika. Quý vị sửa lại cái chữ cetana nghe, cetana đó là tác ý, chứ không phải là tâm sở.
Rồi từ bây giờ có tất cả mấy mấy giác quan. Mấy giác quan. Sáu giác quan, mắt thấy gì? Tai thấy, nghe tai thì là gì? Tai nghe tiếng, lưỡi. Lưỡi nếm vị chi nữa? Thân xúc chạm và ý. Chứ đối tượng của mắt là chi? Đối tượng của mắt là chi? Rồi, chứ bây giờ mình đi qua cái vấn đề này này. Quý vị biết á, như Hương Tâm đã trình bày với quý vị bữa hôm là mình có khi mà vô minh hành giữa khi vô minh hành mà thức mà nhập vào trong thai mẹ mà nó trở thành một bào thai á, thì cái tiếng tinh trung gian đó gọi là tiếng tinh gánh đa ba tí gọi là tiếng tinh trung gian. Nó chỉ có thức thôi, nó không có sắc, nó không có hình sắc sắc tướng. Thì khi mà nhập vào thai mẹ thì nó sẽ trở thành một cái tư khác gọi là tư Bhavanga Sota. Bhavanga tức là một mình nói một cách nôm na là tiến trình nó trở thành. Bhava tức là trở thành. Sota ni tức là dòng chảy. Thì nói một cách nôm na, khi mà thức đã vào thai mẹ rồi thì nó sẽ có một cái tên khác, đó là tên Bhavanga Sota, tức là dòng chảy của tâm thức. Thì cái này danh sắc về thức giống như là hai cây lau mà nó dừa nhau vậy. Tức là có cái này, thức thì gả vào trong bụng mẹ để mà nó nuôi sống thức. Mà nếu như không có thức thì cái bào thai của danh sắc nó cũng không thành hình. Thì như vậy khi mà quý vị được rằng cái thức này là một thực thể sống, nó mang tất cả những gì trong quá khứ. Bhavanga Sota này nó có cái gì? Nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp tốt, nghiệp xấu. Có cả cái gì nữa? Có cả cái gọi là chú tí, tức là cái thức nghiệp mà khi mình chết, tức là gọi một cách nôm na khi mà vào thai mẹ rồi thành là kết sấm thức rồi. Tức là ở đây nó có gì? Gọi là thức khí chết vân vân. Trong này nói chung tất cả những nghiệp xấu, nghiệp tốt, những gì trong quá khứ nó trở thành một dòng chảy Bhavanga Sota. Thì khi mà bào thai mà nó thành hình rồi, sáu căn danh sắc lục nhập rồi á, thì nó trở thành một dòng chảy gọi là tiềm thức. Thật sự ra quý vị biết khoa học bây giờ người ta, vì biết cái khoa học tâm lý học của phương Tây là người ta, mình nói một cách nôm na, người ta vẫn rất chậm so với những gì Đức Phật đã nhìn thấy 2500 năm về trước. Tại vì cái từ mà gọi là cái khám phá ra cái ý thức á, gọi là nghiên cứu về thức á, ở trong triết học phương Tây thì chỉ có mới sau này thôi. Bây giờ ta nghiên cứu về thức là mới sau này thôi, chứ còn trước đó người ta nghiên cứu, người ta không có để ý nhiều lắm về những cái vấn đề tâm của con người nó hoạt động như thế nào. Thì khi mà bắt đầu vào thì ở đây gọi là tiến trình của thức, và ở đây gọi là gì? Gọi là tiềm thức. Hay là sau này mình gọi là tư gì? À, là giả thức. Đây là Hiện Tâm chỉ đổi chiếu quá để quý vị hiểu thế nghe. Chứ còn trong kinh tàng không sử dụng a lại gia. A lại gia là mới sau này. Thì cái tiềm thức này ở trong kinh tàng Nguyên Thủy thì Đức Phật có dùng chữ Bhavanga. Ở trong Abhidhamma của kinh tàng mà Nam Tông á, Nam Truyền thì gọi là Bhavanga Sota, tức là cái dòng chảy gọi là tiềm thức. Thì đây là tiến trình mình gọi là mắt thấy sắc. Tất cả là sáu giác quan, đúng chưa? Tiếp xúc với sáu tầng. Như vậy mắt là thấy gì? Đối tượng của mắt là gì? Sắc. Đối tượng của tai là nghe tiếng. Lưỡi là nếm vị. Gì nữa?
Mùi là gì? Là mùi hương. Thân là gì? Xúc. Sáu là gì? Sáu là gì? Ý. Đối tượng của ý là gì? Pháp gì? Ví dụ, ai cho ví dụ? Pháp tăng là gì? Làm thế nào ý thức sanh khởi? Ai biết? Chứ bây giờ Hiền Tâm nói như này, quý vị biết khi mắt thấy sắc á, là hẳn có điều kiện đúng chưa? Ý là pháp tăng, đối tượng là pháp tăng. Ví dụ như khi mắt thấy sắc á, là điều kiện gì? Điều kiện gì cho mắt thấy sắc? Hẳn phải có điều kiện chứ, tống tối quá làm sao thấy được. Ví dụ như ánh sáng này, ánh sáng vừa phải để ví dụ quý vị mà đi trong tối quá, hoặc là mình ra ngoài mình thấy, mình thấy gọi là nó sáng quá mình thấy được, tức là có những điều kiện để cho mắt thấy sắc. Ví dụ như có mắt mình hẳn phải có đồng từ, nó phải có hoạt động này, lỗ tai mình nghe tiếng nó phải có gì, nhị căn nó phải hoạt động này. Còn nếu như không có, ta gọi là tình sắc căn. Tất cả những cái này phải nói là gì? Tình sắc căn. Phải có tình sắc căn. Thì như vậy nếu như mà ý khởi lên là nhờ có gì? Ví dụ, ai biết? Chịu trả lời câu này đi. Do đâu mà ý khởi lên? Điều kiện gì để ý khởi lên? Sao? Ai biết? Sao? Khi có một cái cảnh sao? Sao thầy nói sao? Ai biết? Phát biểu đi, chưa quý vị phải nói. Có lúc nào quý vị đặt câu hỏi chưa? Nếu như cái ví dụ như mùi thì ví dụ như lưỡi thì hẳn cũng lưỡi mình hẳn phải có những cái vị giác, hẳn không hoạt động, hẳn phải hoạt động thì cái đó mình gọi là gì? Nếm vị mình gọi là gì? Tỷ thức. Thì như vậy muốn có ý thức điều kiện gì? Cái duyên gì? Cái tư duyên đấy là lung lắm nghe. Cái tư duyên này là cũng giống như mấy cái ống mà gọi là cái ống bít shop ở bên tiệc học phương Tây á. Bây giờ họ có những cái là rất, họ đặt nền tảng ra cái câu hỏi rất giống Phật giáo, nhưng mà cuối cùng họ bí quá là họ đặt ra gì? Thường để làm ra. Duyên là gì? Đừng có bỏ chuyện duyên, có nói cho rõ ràng, không có nói khăng khăng nữa được. Như vậy ý thức sanh khởi do gì? Cảnh gì? Ý thức nào dạy vào? Điều kiện gì mình mới có được? Nghĩa là do đâu mình có thể có được ý thức? Tạc ý, ok, good. Chi nữa? Chư Huyền Tâm cho quý vị một cái hình, tức là một, ta gọi là mình phải, mình gọi là một tiếng Việt nói sao hè, tức là một cái đầu mối để quý vị lần đi. Bây giờ ở trong một chi tá, bất cứ chi tá nào, nó cũng phải có 5 yếu tố. Ghi vào này. Cái thứ nhất trong kinh tàng á, cái thứ nhất á, là phải có xúc. Cái thứ hai là phải có thọ. Cái thứ ba là phải có tưởng. Cái thứ tư là phải có sự chú ý. Và cái thứ năm là phải có tạc ý. Tạc ý này á, thì đây là nói chữ cetana. Thì là mình nói một cách nôm na là một hành động của tâm có cố ý, có tạo nghiệp. Cetana. Còn chú ý này gọi là manosikara. Chứ để cho Huyền Tâm viết chữ Bali, tại vì có Bali Huyền Tâm nói cũng được, tại vì làm cho mình dễ nói hơn. Quý vị ghi vào cái này là quý vị viết được trong bài thi Huyền Tâm cho điểm, còn không thôi là trừ điểm hết. Nhưng cái căn bản là phải biết. Cái đây là Phật dạy, chẳng phải Huyền Tâm tự động Huyền Tâm nói không. Cái thứ nhất là chi? Xúc lá pha xa. Cái thứ hai là gì? Thọ vedana. Cái thứ ba là gì? Tưởng á. Tưởng là gì? Bánh nhá hả? Ai mà việc sáng nhá là trừ 10 điểm đó. Cái thứ tư là gì?
Manosikara. Đây có Mano này, Mano, Mano này. Cái thứ năm là gì? Setana. Trong bất kỳ một cái tâm nào cũng có năm yếu tố này. Gọi là năm yếu tố này là yếu tố gì? Gọi là yếu tố phổ quát. Sau này trong kinh tạng à, sau này trong Abhidhamma là việc thêm hai yếu tố nữa, đó là yếu tố gì đây nè, có một yếu tố là màng căng, là một màng căng mình nhất tâm, hai yếu tố nữa. Nhưng mà đây Huyền Tâm dựa vào trong kinh điển, Huyền Tâm chỉ nói vậy thôi. Huyền Tâm thấy kinh điển Đức Phật dạy tương đối làm cho mình cảm thấy dễ thở. Nói chung nói thì mình cảm thấy ok, mình không có rắc rối lắm. Cái chi mà không rắc rối Huyền Tâm khỏi thôi. Còn cái chi mà rắc rối quá là mệt lắm. Mình ráng mình làm cho đơn giản lại là cho dễ hiểu. Như vậy trong một chi ta là nó có năm yếu tố này. Yếu tố này gọi là yếu tố phổ quát, là đặc tính của tâm nó có yếu tố phổ quát. Tức là trong tâm nào nó cũng có cả. Thì chữ Manosikara được dịch ra là, quý vị dịch ra là gì quý vị biết không? Như lý tạc ý và bất như lý tạc ý. Thì đây là cái từ mà Hòa Thượng Viện Trưởng là hay dịch là gọi là như lý tạc ý, bất như lý tạc ý. Thì cái này gọi là tạc ý. Nhưng mà Huyền Tâm ở đây thì Huyền Tâm để phân biệt cái chữ tạc ý là Setana này, Huyền Tâm chỉ nói là sự chú ý. Mà trong trong cái từ mà trong trong cái triết học phương Tây ta gọi là intentionality á, cái vấn đề của thức. Mà quý vị biết cái triết học phương Tây bây giờ ta càng nghiên cứu về thức, người ta càng rắc rối, là tại vì rằng triết học phương Tây có cái chí hằng phải đo đạc, đo rồi coi như là phải thấy bộ não ra sao rồi. Nhưng mà cuối cùng họ bỏ tay, họ nói không thể nào hiểu được thức. Là tại vì Đức Phật dạy rồi, ngay cả Đức Phật nói không cần thiết phải biết nhiều. Biết anh đau khổ chỗ nào, anh xử lý chỗ đó thì tới hạnh phúc là ok rồi, không cần thiết nói lung tung. Cho nên thành ra khi mà quý vị biết cái phương Tây bây giờ ta bế tắc dữ lắm, ta càng nghiên cứu về cái tâm người ta càng bế, ta càng bế tắc. Người ta nói thức là do nên não bộ, do là coi như não bộ cho nên thành ra là có thức. Nhưng mà cuối cùng có những người khi mà họ chết rồi khoảng 1 tiếng 2 tiếng sau họ sống lại, ta gọi là cái chết lắm sang. Nhưng mà người ta sống lại thì người ta nói ủa sao mà sống lại được ha. Tại vì khi mà não bộ nó không còn, nghĩa là họ bỏ một cái gì mà người ta đo cái điện đô của não á, tim cũng ngưng đập, nào cũng ngưng, mà tại sao là họ sống lại? Thế mà ủa, thì thức có thể tồn tại sau cái chết à? Cho nên thành ra có một cái ông giáo sư đó, một cái ông đó là gọi là ông về giáo sư là 40 năm, ông là giáo sư mổ tim. Nhưng mà có nhiều trường hợp là ông còn bế tắc, ông nói thành ra có một cái kiếp sau, thức nó tồn tại sau khi chết. Cho nên ông bỏ hết, ông đi nghiên cứu về thế giới tâm linh. Cho nên quý vị biết bây giờ nếu như ai mà thiên về gọi là cái từ khoa học này, là không phải cái từ gì mà gọi là không phải cái từ gì gọi là ghê gớm lắm đâu. Cái chí sai là khoa học, mà tại sao lúc nào bỏ vào khoa học là con tuyên bố là khoa học là có thể biết được tấm của Phật. Tuyên bố gọi là tuyên bố gọi là hoax, tức là chuyên môn để làm dọa con nít. Không thể nào biết được hết đó. Khoa học bây giờ chập chừng đi tới một dĩnh một sĩ đạo Phật thôi. Tăng gọi là đi tới chàm chứng của Phật thì con chưa tới lên tới đầu gối của ngài nữa. Cái áo băng ba lên thấu lấy sức mấy mà họ vương tới được không bao giờ. Nếu như mà họ cứ tịnh tệm như thế này thế kia, rồi họ cứ lấy cái này cái kia nói. Nhưng mà quý vị biết cái từ khoa học này là gì? Sai cái chứ có thể sai là cái đó là khoa học. Tại vì khoa học có thể là falsify. Tại vì nhờ có như vậy mà cái tiến trình nghiên cứu khoa học nó mới có thể xảy ra. Một học thuyết mới đưa ra, học thuyết khác đưa ra có thể là phản bác học thuyết này, thì như đó mới có khoa học được. Ta nói sự tiến bộ khoa học là tại vì họ không đồng ý với cái người này đưa ra một học thuyết như vậy. Cho nên cái sự tiến bộ khoa học nó không bao giờ có chỗ dừng. Tại vì lúc nào nó cũng chưa một lỗ hổng 10% là sai. Chúc quý vị biết như nào. Cho nên quý vị phải có một mantra, phải có một cái câu thần chú trong đầu á, là khoa học đến gần với Phật giáo, chứ không phải là Phật giáo đến gần với khoa học. Nói tao lao. Nữa cũng tuyên bố như vậy, tuyên bố tao lao, không có chuyện đó.
Cho nên Đức Phật đã tuyên bố có bốn điều bất khả thuyết. Bất khả tư nghi là bốn điều chi? Ai biết? Chi nữa? Cái thứ hai là chi? Tâm phụ nữ. À cha. Phật nói đâu vậy? Kính nào đem ra nói làm cho nói tâm phụ nữ cũng biết. Có bốn điều Đức Phật nói là bất khả thuyết. Điều gì? Trời đất ơi. Rồi thì tâm đàn ông biết được à? Cái này là tư tưởng ba la môn giáo. Không nói gì đâu. Tư tưởng này là tư tưởng ba la môn giáo. Cái thứ nhất là gì? Là gì? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cảnh giới của chư Phật hay tâm của chư Phật. Cái thứ hai là gì? Khoan còn nói chứ nói ngần ngắn thôi. Đừng có giải thích. Khoan giải thích đã. Bốn cái là không thể bất khả tư nghi là thứ nhất là gì? Nói lúng tung. Ghi vào. Cái thứ nhất. Thứ nhất là cảnh giới của Phật. Cái thứ hai là cảnh giới thiền định. Cái thứ ba là gì? Tâm chúng sanh. Chẳng có tâm phụ nữ đó nghe. Tào lao. Có đâu ra vậy? Thầy Bà Phiên có đâu ra vậy? Vậy thầy Thầy Minh kính nào? Cố hiện tấm tím ra nói vậy. Chưa bao giờ thầy đọc kính mà chưa thấy cái đó nữa. Cái thứ tư là gì? Quả báo dị thục hoặc là nghiệp, nghiệp quả. Bốn điều này thế nói sao? Bây giờ quý vị muốn học pháp và quý vị đọc tăng chi bộ kính thì tâm tăng chi bộ kính là có tất cả từ pháp số, từ hai pháp số, ba pháp đến bốn pháp, năm pháp, bảy pháp, tám pháp. Thì quý vị có thể học pháp số mà quý vị muốn cho giỏi, quý vị vào trong tăng chi bộ kính quý vị đọc. Rồi chứ bây giờ yên tâm hỏi quý vị chứ quý vị dùng trí nghe, dùng xử lý cái tư duy của quý vị nghe. Trong một tâm như vị như vậy là có tất cả gì? Năm yếu tố. Cái thứ nhất chưa nhắc lại, yếu tố thứ nhất là gì? Xúc. Cái thứ hai là gì? Thọ. Cái thứ ba là gì? Cái thứ tư là gì? Cái thứ năm là gì? Nhưng mà Huyền Tâm nghĩ là quý vị nên thuộc cái từ Pali là dễ, quý vị dễ suy luận. Chứ còn mình thuộc cái từ Pali khó suy luận lắm. Rồi chứ bây giờ khi mà nói đến khởi lên, khi mắt mà thấy sắc thì phải có ánh sáng, phải có chi nữa? Chi nữa? Đây. Phải có sự chú ý, phải có sự tác ý vô nữa. Ví dụ bây giờ Huyền Tâm có thể đi trên đường, Huyền Tâm thấy rất nhiều chiếc xe đi trên đường, nhưng mà tại sao Huyền Tâm có thể nhận ra một chiếc xe đó là chiếc xe mình, của người mà mình quen biết, đúng chưa? Thì như vậy hẳn phải có một cái gì, tại vì cái background, tức gọi là cái mà nền tảng mà ở đó cái đối tượng xảy ra là nó rất nhiều chứ không phải là một. Quý vị hiểu không? Quý vị ví dụ như trong lớp này mà có một người Huyền Tâm biết là cách đây 3 năm về trước, thì khi nhìn xuống mặc dù 100 người ngồi như vậy nhưng Huyền Tâm nhận ra đó liền. Nó tại vì sao? Huyền Tâm có sự chú ý, có sự tác ý, có sự hồi tưởng. Khi mắt thấy sắc nghe tiếng hoặc là mình thấy từ cái đó mình có sự hồi tưởng, đúng chứ nè? Thì như vậy á, cái điều kiện, cái thứ nhất cái điều kiện là phải có cái sự chú ý, có cái sự tác ý. Quý vị nên biết cái chữ Cetana này á, là dịch gọi là tứ tâm sở. Cái này là thường thường dịch là tứ tâm sở, nhưng thật sự tứ tâm sở Huyền Tâm cũng hiểu lắm, rất là khó hiểu. Huyền Tâm chỉ dịch là cố ý. Cố ý tại vì một hành động mà tạo nghiệp á, thì hẳn phải có cái sự chủ ý trong đó, đúng không? Không phải tác ý nữa mà là cố ý, tức là có tạo, cố ý tạo nghiệp, cố ý là một hành động có chủ đích, hay là một hành động có chủ đích, thì khi đó là mình mới tạo nghiệp.
Chứ còn không thôi mình làm một gọi là làm vô tâm thì nó không có tạo nghiệp. Cho nên người ta nói là vô tâm bất phàm là vậy đó. Bây giờ nói chuyện, bây giờ mà ý thức khởi lên là do duyên gì? Ai biết? Phải có cái gì? Ví dụ như Huyền Tâm nói, Huyền Tâm nhìn trong 100 người này có một người Huyền Tâm biết. Tại vì người này là Huyền Tâm biết cách đây 3 năm về trước, nhìn xuống cái là thấy liền. Thì mặc dù 100 người này Huyền Tâm nhận ra được là do đâu? Do cái sự hồi tưởng trong quá khứ, đúng chưa? Thì như vậy cái vùng này gọi là gì? Nó phải là cái vùng nhận thức trong hiện tại, nó phải kích thích Bhavanchitta là kích thích tiềm thức. Tại vì trong tiềm thức nó có gì? Trong tiềm thức nó có là những hạt giống tốt, xấu, nghiệp trong quá khứ, nhiều đời, nghiệp bây giờ. Vì trong đó có gì? Nó có những cái gì kỷ niệm, có những cái gì, những cái là gọi là lạc tà. Lạc tà là sao? Tức là nó rơi xuống, một hình ảnh nó rơi xuống, nó nằm trong tiềm thức của mình á. Cho nên cái ý thức này nó phải kích thích được cái Bhavanchitta, nó kích thích được tiềm thức, nó đánh đồng tiềm thức. Thì khi nó bắt đầu kéo dài một gì? Một chuỗi là nhận thức xảy ra. Mà trong đó nó bao gồm gì? Quá khứ, hiện tại và vị lai. Còn nếu như không thì nó không có. Chứ bây giờ cái loài trừ cái vấn đề, loài trừ cái vấn đề là gọi gì? Khi mà nhận thức xảy ra thì mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mắt mình thấy được, hoặc là cái ý thức mình, nó cũng phải là đối với những người bình thường. Chứ không thôi có những người tâm thân họ sống trong thế giới của họ thì nó loài trừ ra cái vấn đề ở đây. Vì hiểu không? Tức là những người tâm thương, tâm thân và những người bị bệnh tâm, hoặc là những người họ không có khái niệm về không gian, về thời gian, thì mình không có nói ở đây. Cho nên khi mà nghiên cứu Phật Pháp, quý vị phải nói vấn đề hạnh phúc khổ đau, và trong khả năng của quý vị có thể chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc. Tức là đối với những người phàm phu tâm bình thường. Còn những người mà ví dụ bị tâm thần, những người bị ảo tưởng trong cái thế giới của họ thì mình không nói đến ở đây. Tức là loại trừ cái gì gọi là phương tiện nhận thức ở đây. Quý vị hiểu chưa? Thì khi ở trong Thánh Tịnh Đạo Luận thì nói rất rõ. Quý vị có thể đọc Thánh Tịnh Đạo Luận, trong đó có nói về vấn đề là ý thức là sanh khởi nhờ có kích hoạt tiềm thức. Quý vị về đọc lại trong Thánh Tịnh Đạo Luận á. Thì khi mà có quý vị biết cái chữ mạc ná ngày xưa đúng là mình không có hiểu. Nhưng mà tới khi mình học kinh lại mình thấy thì ra mình trở lại cái vấn đề là cái từ, những cái từ Pali nguyên thủy mình hiểu một chút. Tức là thế nào? Ở đây gọi là gì? Quý vị biết ý thức á, mình gọi là mano. Đúng chưa? Thì ở đây cái từ mano này là quý vị nên hiểu rằng là nó phát xuất từ chữ muốn này á. Tức là nó khái niệm hóa. Nên gọi một cách nôm na khái niệm hóa. Khi mà bắt đầu có cái từ mano có nghĩa là ở đó đã có tiến trình, nó bắt đầu cái tiến trình của khái niệm hóa. Có tư ngữ, suy nghĩ nó là như vậy, nó kết hợp với hồi tưởng quá khứ. Người này là tên A, người này tên B. Người này trong quá khứ nó làm tôi đã buồn như vậy, cho tôi cái này, cho kia tôi. Ví dụ như vậy, tất cả những kỷ niệm đó khởi lên. Rồi mình xử lý trong hiện tại và đi đến tương lai như thế nào. Cho nên cái từ mano này là thật sự ra cái mano này á, mano sikara này. Trong kinh Đức Phật dạy có cái từ là yoniso mano nikara. Manosikara tức là như lý tác ý. Thì cái từ mà như lý tác ý, vậy là không như lý tác ý, quý vị sẽ gặp rất nhiều trong kinh tạng. Khi mà khởi lên một cái cảm thọ thì từ cái cảm thọ đó, trong đó nó có khởi lên cái gì nữa, cái tác ý như thế nào. Tại vì tới khi ngang cái cảm thọ là quý vị sẽ có cái gì? Nó chỉ là tiến trình bị động, chứ không phải là bị động. Nhưng mà khi quý vị xử lý là do quý vị tác ý. Nó là tác ý, như lý tác ý hay là bất như lý tác ý. Và từ đó quý vị sẽ
sẽ xử lý cái cảm thọ là như thế nào để nó không khởi lên đau khổ. Cho nên quý vị biết, ở trong phương Tây người ta sử dụng rất tài tình cái thiền của Phật giáo để mà chế ngự những cái gì, để người ta để mà vượt qua những cái trạng thái đau buồn, những trạng thái mà đau khổ, những cái mà những cái vấn đề bị chấn động tâm lý. Tại vì những hình ảnh, những cái suy tư lúc nào nó cũng cho lên một cái cảm thọ cả. Mà nếu như không có những không có một cách xử lý thì con người họ sẽ rất khó để mà tồn tại trong cuộc sống. Chứ bây giờ Hiền Tâm nói đến cái chữ này nè, quý vị biết á, một bậc giác ngộ á là một bậc mà ở đó, ở trong hoàn cảnh nào họ vui cả. Nói một cách nôm na, một bậc giác ngộ là một người mà cái khả năng thích ứng của cái tâm rất là cao. Ví dụ như quý vị thấy cái người mà yếu ớt á, là ta ra gió, ta cảm thọ, ta bị bệnh liền. Nhưng mà cái người mà mạnh khỏe là ở đâu người ta vẫn có thể thích ứng được. Thì nói một cách nôm na, những cái bậc mà giác ngộ là những bậc mà có khả năng thích ứng rất cao. Cái tấm của cả ngài có khả năng thích ứng rất cao đối với tất cả mọi hoàn cảnh. Là tại vì sao? Tại vì các vị đó thật sự làm chủ được, xử lý được cái cảm thọ của mình. Bây giờ nói Phật có buồn không? Quý vị nghĩ Phật có buồn không? Có không? Khoan nói Thiên Sứ Giác Hạnh, chứ bây giờ mình nói quý vị sử dụng cái suy nghĩ, quý vị nghĩ Phật có buồn không? Sao quý vị biết Phật buồn? Chính xác. Thêm một cái gì nữa? Một cái là khi đó là có 500 vị đi kheo mà đệ tử ngài Xá Lợi Phất mà kéo tới đến tịnh xá kia viếng, mà làm ôn quá, mà ngài nói chứ tớ rằng ở chỗ mua tới mà rằng mà giống như chờ cả vậy, ôn ao quá đi, nhớ không? Quý vị nhớ có bài kinh nữa không? Điều này có nghĩa là không phải là ngài không có cảm thọ. Ngài có cảm thọ, là một bậc giác ngộ không phải là không có cảm thọ. Tại vì rằng con người mình thế nào là gọi là gỗ đá, hay là trở thành gỗ đá mà không phải là cái, nếu như bằng bò thì ăn cỏ, gỗ đá thì cứ như nó không có cảm thọ. Điều đây có nghĩa là Đức Phật là không, ngài không biết vui buồn, ngài có chứ phải là không. Nhưng mà vấn đề của ngài, ngài biết xử lý trong tâm của ngài, chứ còn mình thì không. Cho nên chính vì vậy mà cái buồn hay cái vui của bậc giác ngộ nó không khác với cái buồn với cái vui của mình. Mình thì gọi là gì? Ngũ thủ uẩn, các ngài cũng có ngũ uẩn, nhưng mà ngũ uẩn các ngài là gì? Nó không tạo nghiệp mới, cho nên không gọi là thủ, nhưng mà các ngài gọi là các ngài thì có 5 uẩn thôi. Còn mình thì gọi là ngũ thủ uẩn. Thì bây giờ quý vị chưa yên tâm nói rồi, chưa bắt đầu mình đi vào trong cái, quý vị biết chí ta nè, 5 yếu tố trong mỗi tâm đều có 7 yếu tố. Trong bất cứ tâm nào đều có tất cả 7 yếu tố. Thứ nhất là gì? Thứ hai, chú ý tạc ý. Sau này có thêm 7 yếu tố. Thì trong Abhidhamma của Kinh Tạng Bali của bên Nam Truyền thì có thêm 7 yếu tố. Nhưng mà thôi Huyền Tâm nói, Huyền Tâm chỉ nói theo kinh thôi. Sau này quý vị học, quý vị có thể cảm thấy có những cái hơi khác một xí. Quý vị đi vào Abhidhamma Kosa của ngài Thế Thân, quý vị sẽ thấy khác một tí. Rồi quý thầy, quý vị học bên Abhidhamma của bên Nam Truyền, quý vị sẽ thấy khác một tí. Nhưng mà Huyền Tâm vẫn thích học Kinh Tạng. Tại vì sao? Dễ hiểu. Phật nói chi tương đối rõ ràng. Ngài không ngài nói cái chi mình trong một hoàn cảnh ngữ cảnh như vậy mình có thể hiểu theo cái hiểu của mình, nó không rắc rối lắm. Còn đi vào trong Abhidhamma thì tương đối rắc rối. Quý vị học thì để bổ sung cho Kinh Tạng, chứ đừng có lấy những cái bộ kinh đó mà quý vị làm một chục mực á, thì quý vị bỏ qua Kinh Tạng thì rất là uổng. Tại vì Kinh Tạng là thế giới, Kinh Tạng thế giới rất là người. Ngài chỉ ra đây là tham ái này, các con phải làm như vậy như kia. Ví dụ như có một bài kinh nói là tăng thường tâm. Tăng thường tâm tức là cái tâm mình hẳn phải là có, phải là gọi là làm những cái gì đó mà làm cho cái thiện nghiệp nó tăng trưởng, và cái bất thiện nghiệp không tăng trưởng.
Cho nên tiếng tinh giác ngộ nói phải đi tư duy giới định tuệ, chứ phải một cái rồi nhảy đến trên tòa sen ngồi liền không có. Cho nên quý vị đọc kinh tạng, quý vị sẽ thấy Đức Phật rất là người, Đức Phật rất là tâm lý. Ngài nói chỉ cái chi là tương đối khá rõ ràng. Ví dụ như là trong cái mà gọi là Manosikara này là hòa thượng dịch đó, thì Yoniso Mana, hình như là Manosikara, thì trong đó là cái từ mà chỉ biết Yoniso Mana Sikara. Thì cái như lý tác ý á, có hai điều kiện mà Đức Phật ví dụ giống như một người á, là giống như là mình thấy một cái bầu trời mà hiện tượng bầu trời mà có bình minh á, đó là cái thứ nhất, anh phải có bàn lành. Đức Phật không phủ nhận là một người tu sĩ là không có bàn đâu. Kaliyan tức là một người bàn lành. Cái thứ hai là như lý tác ý, là hai điều kiện để cho con người bước vào chánh kiến. Chánh kiến là chánh kiến đầu tiên của bạc chánh đạo, là giống như gọi là vân đông mà hừng sáng thì sẽ báo hiệu cho một ngày mới tốt đẹp. Cái Đức Phật không có, có phủ nhận có bàn đâu. Như quý vị đọc lại kinh, quý vị Đức Phật dạy rất là rõ, có hai yếu tố mà đưa con người đi đến, đưa vào con đường các bậc thánh, đó là có một người bàn lành, và cái thứ hai nữa là như lý tác ý. Thì bây giờ mình đi vào cái vấn đề là cái tiến trình là mình nói thụ động là tới ngang cảm thọ. Bây giờ tiếp theo là gì? Chị bây giờ Huyền Tâm nói thêm một xí về cái nói về cái ý thức. Quý vị biết á, trong cái ý thức của mình á, như hồi nãy Huyền Tâm nói quý vị là do đâu mà ý thức sanh khởi? Do đâu? Do kích hoạt cái gì? Kích hoạt cái tiềm thức. Quý vị phải nhớ điều đó, hoặc phải có điều kiện. Còn nếu như mà nó không kích hoạt tiềm thức ở đó thì ý thức nó sẽ không sanh khởi. Tức là điều kiện để sanh khởi ý thức á, giống như điều kiện mắt mà thấy vật thì ở đó là phải có ánh sáng, đủ và ánh sáng, đủ chiều dài, độ dài bao nhiêu đó mình nhận ra được. Thì cũng tương tự như vậy, có ý thức sanh khởi là duyên. Duyên gì? Duyên tiềm thức. Thì ý thức sanh khởi, nhớ nè, tiềm thức này là gì? Tiềm thức này là gì? Tiềm thức này là gì? Ai là gia là mới sau này? Bhavanga Chita tức là Bhavanga Sota tức là dòng chảy ở phía dưới. Ở trong này là có gì? Sau này là có cái tên gì? Alaya từ này cũng có trong kinh. Từ Alaya là cũng có trong kinh tạng. Alaya là từ sau này quý ngài sau dùng thôi. Cho con cái thời cũng trong kinh tạng không có cái từ Alaya này. Thì cái này là gì? Trong này là có gì? Nghiệp, thiện và bất thiện. Gì nữa? Ký ức. Chậm chậm. Hồi tưởng. Tất cả những cái này nó sẽ khi mà mắt thấy sắc mà nó đánh đồng lên tiềm thức thì ý thức nó sanh khởi á, thì cái đó phải có gì? Nó khuấy động cái là tiềm thức lên, cái nó bắt đầu một tiến trình mình xử lý như thế nào trong tay của mình để mình xử lý. Thì cái điều kiện trong tất cả khi mắt nó thấy sắc mà khởi lên nhãn thức á, cũng giống như là sáu gọi là gì, sáu giác quan mà tiếp xúc với sáu tầng mà ý thức sanh khởi, thì phải có điều kiện gì? Sự chú ý. Phải có sự chú ý. Tại vì không có chú ý thì ở đó ý thức nó sẽ không sanh khởi. Như vậy chứ bây giờ mình nói có cái vấn đề là đối tượng của ý thức. Hồi nãy là mình nói tâm là gì? Tâm vừa là
tâm có mấy đặc, có mấy chức năng. Đặc thứ nhất là gì? Công cụ nhận thức. Thứ hai là gì? Đóng vai trò như một tác nhân nhận thức. Cái thứ ba là gì? Dòng chảy của ý thức. Thì điều này có nghĩa là gì? Tâm vừa là chủ thể, vừa là đối tượng. Quý vị nên biết một từ, cái bản chất của tâm là gì? Cái bản chất của tâm là gì? Là nó chiếu sáng. Cho nên mình mà nói về chuyện cái vấn đề Phật tánh á, bản chất của tâm là từ nó chiếu sáng. Đối tượng của ý thức. Như vậy khi mắt mà thấy sắc thọ khởi lên tưởng, thì cái tưởng này nó cũng có một cái nghĩa nữa. Tưởng là sanh nhà. Chữ sanh nhà này á, nó có hai nghĩa. Tưởng gọi là gì? Cái thứ hai nữa là ấn tượng giác quan. Ví dụ như trong kinh Phật dạy á, chữ tưởng này á, nó nằm ở hai khía cạnh: khái niệm và ấn tượng giác quan. Cho nên trong chữ sanh nhà này nó bao gồm gì? Mắt thấy sắc khởi lên thọ, do thọ có tưởng. Thì tưởng này nó có thể là vui buồn. Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy thọ, tưởng và thức nó là cùng sanh khởi với nhau, chứ không thể nào tách biệt. Cho nên quý vị biết có một cái ví dụ ở trong kinh á, Đức Phật dạy rất rõ. Những cái duyên tâm không nhớ không lầm đến chỗ Milanya Pan, trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo á, thì là ở đó là vị Tỳ Kheo so sánh cái tâm của mình là giống như một cái bát chảo á. Hành tỏi tiêu chi đó là đậu hũ, mọi thứ nằm ở trong đó, rau quý vị không thể tách rời được, nhưng mà nó cùng nằm được. Chỉ có Đức Phật mới phân tách ra được, à cái này là tưởng, cái này là hành, cái này là thức. Chứ khi mà nói đến cái tiếng tinh tâm thức của mình không thể nào mình lấy ra từng cái, mình nói nó là như vậy như kia. Tại vì sao? Giống như một dòng nước chảy, quý vị không thể là ngăn nó lại, mà quý vị nói đây là cái này, đây là cái kia. Cho nên khi mà nói đến tâm, nhất là nói đến tâm vương, quý vị nên hiểu rằng tâm là một dòng chảy. Nhớ chứ nè. Chứ nếu như quý vị không hiểu tâm như một dòng chảy thì quý vị không thể nào hiểu được những cái lời Phật dạy đâu, mà rất khó hiểu được cái tiến trình nhận thức làm cho tâm ô nhiễm. Thì bây giờ có hai cái, nhất sấm nhà này nó cũng có nghĩa là đối tượng của tâm, thì có nhiều khi nó là đối tượng của ý thức. Thì đây nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là có những khái niệm, quan điểm, có thể là niềm vui, buồn, vân vân. Tất cả những cái này nó có thể là nó là đối tượng của ý thức. Cái này nó gọi là gì? Pháp trần. Nhớ như nào? Bây giờ khi mà bắt đầu đã vào trong tâm rồi á, thì chỉnh ngay niềm trong bàn tay của mình để mình xử lý. Khi mà thọ đi thì rất khó. Khi mà thọ mà tác động khởi lên mà vui buồn rồi cả nữa là mình bị tác động. Nhưng mà chỉnh trong cái mano này là giống như cái người làm vườn á. Quý vị có thể là làm vườn theo cách của quý vị. Làm như thế nào mà nó có lợi lạc cho mình thì bắt đầu tiến trình. Mình học ở tiến trình này là tiến trình làm cho tâm khởi lên, làm cho tâm đau khổ. Cho nên do duyên xúc nên có cảm thọ, những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm thì có hỷ luận, do hỷ luận ấy làm nhân. Một số hỷ luận vọng tưởng ám ảnh một người đối với các sắc pháp do con mắt nhận thức quá khứ hiện tại và tương lai. Thì quý vị biết ngay cái chỗ sanh nhà nên đã khởi động lên cái gì? Đã có quá khứ hiện tại rồi, chứ không phải lắm có. Nếu như mà nói theo tiến trình nhận thức mà làm cho con người làm bị tấm ô nhiễm á, thì sấm nhà này nó cũng có nghĩa là hồi tưởng. Thì khi mà nói đến hồi tưởng thì ở trong, khi mà mình nhìn thấy được thật sự ra nguyên nghĩa của chữ sấm nhà này, nó chỉ là ví dụ như mình thấy cái này màu đỏ, cái này màu xanh,
cái này là màu gì, cái này màu màu hồng, ví dụ như vậy. Thì sang nhà nó bắt đầu nó là cái ấn tượng giác quan mày thôi. Nhưng mà sang nhà đi thêm một bậc nữa, nó cũng có nghĩa là khái niệm. Mà khi đi qua khái niệm rồi là đi qua cái giai đoạn gì? Giai đoạn mình xử lý. Cho nên quý vị biết trong tiếng tình nhận thức á, nó vừa là chủ thể nhưng mà nó vừa là đối tượng. Ví dụ như bây giờ nói tiếng tình nhận thức qua sáu giác quan thì cái gì là cái nhận thức đúng nhất? Không có. Ví dụ như bây giờ Hiền Tâm nói cái khăn chùi bạc này, nếu như quý vị đứng một góc độ nào đó thì quý vị sẽ thấy cái khăn chùi bạc này nó sẽ có một cái hình dạng khác nhau, đúng chưa? Đứng góc độ này thì nói như vậy, đứng góc độ khác thì nói như vậy. Nhưng mà quý vị nên biết rằng ở trong Phật giáo, bất cứ cái gì hẳn phải bắt đầu từ cảm thọ. Nếu như tại vì trong Phật giáo thì nói về vấn đề tâm lý, xử lý tâm lý vấn đề khổ hay là vấn đề hạnh phúc, khổ đau và hạnh phúc. Cho nên hẳn không đơn giản là mình nhìn thấy một cái, khi mắt thấy sắc chỉ nhìn thấy một cái khăn chùi bạc này về đâu. Nó phải bắt đầu từ cảm thọ. Cho nên cái đi sâu vào cái vấn đề tâm lý học Phật giáo thì quý vị phải biết rằng đứng trên nền tảng của khổ đau và hạnh phúc. Còn tất cả những cái gì mà loài tư nó không dính dáng tới khổ đau và hạnh phúc thì nó không phải là Phật giáo. Có thể là quý vị có thể học rất nhiều cái vấn đề là về nhận thức luận thế này, nhận thức luận cái khác, nhưng mà nó không hoàn toàn là Phật giáo. Tại vì sao? Tại vì nó không xử lý cái vấn đề khổ đau để đem đến hạnh phúc. Bây giờ Hiền Tâm nói đến cái mano này này. Khi mà mano này nó khởi lên, nó nắm bắt đối tượng á, thì chỉnh trong bàn tay anh có thể làm như thế nào? Trong cái tượng này á, thì có thể là có, ở ngoài là cái từ này là Dhamma Sanya, tức là có thể là mình nói một cách nôm na là có thể là tượng tới pháp, hoặc là mình tưởng tới những cái gì mà đem đến cho mình khổ đau, hoặc là mình có thể là tưởng đến cái gì đem đến cho mình hạnh phúc. Thì trong năm yếu tố đó có một yếu tố là manosikara, tức là yếu tố gọi là tác ý. Như lý tác ý và bất như lý tác ý là cái đầu tiên để anh xử lý vấn đề cảm thọ. Như vậy quý vị ghi vô cái câu này: vấn đề cảm thọ là quý vị khi mà mắt thấy sắc thấy tiếng thì ở đó khởi lên một cái tấm á, thì tấm ở đó là quý vị sẽ có vấn đề gì? Hai cái xảy lên, hai có hai cái xảy ra đối để mà xử lý vấn đề cảm thọ. Một là như lý tác ý và hai là bất như lý tác ý. Tại vì sao? Tại vì trong mỗi tâm nó đã có sẵn cái sự tác ý rồi. Nếu như không có tác ý, manosikara mình dịch sao cho chính xác hè? Như lý tác ý, manosikara mình dịch, tại vì có chỗ thì dịch là chủ ý, có chỗ dịch là tác ý. Nhưng mà tác ý thì nó sẽ lẫn lộn với chữ cetana, tư tâm sở. Hay mình nói sự tác ý đi, mình nói cái sự tác ý đi, manosikara mình có thể nói là tác ý. Thì cái chữ tác ý này trong kinh Phật dạy là có hai. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Có mấy những lý tác ý? Có mấy tác ý? Hai. Cái thứ nhất là gì? Như lý tác ý. Và cái thứ hai là bất như lý tác ý. Như lý tác ý là gì? Ai biết? Ok. Ai hiểu? Ai đọc kinh? Ai hay đọc kinh hiểu được cái này? Như lý tác ý trong kinh Đức Phật dạy là ví dụ như bất cứ những cái gì mà quý vị như lý tác ý thì làm cho các thiền pháp sanh khởi và bất thiền pháp không sanh khởi. Đó là gọi là như lý tác ý. Còn bất như lý tác ý là quý vị tác ý mà làm cho thì bất thiền pháp sanh khởi và thiền pháp không sanh khởi. Ví dụ chư Hiền Tâm nói này, ví dụ như bây giờ nói không có tiền, buồn, đúng không? Giả sử như Hiền Tâm nói không có tiền, bây giờ buồn, lo,
Nhưng mà có một cái như lý tác ý mà hay nhất á, làm cho cái tâm bất thiện mình á, nó không sanh khởi là quý vị tác ý như thế nào không? Cái này là Huyền Tâm thấy hay áp dụng lắm. Quý vị biết làm thế nào không? Ai biết? Còn quý vị sao, giả sử không có tiền là quý vị xử lý bằng cách nào? Huyền Tâm nói này, lúc nào mình không có tiền là mình hướng Phật. Cái này nó an ủi Huyền Tâm nhiều lần lắm. Hầu như lúc nào mình có tiền là mình lo lắng, mình nói như mình hướng Phật. Hướng Phật một chỗ nào, ít nhất mình còn vài đồng trong túi, không có nhiều này. Không có tiền mới có nghĩa là không hoàn toàn mình có 5 ngàn, còn đúng có nghĩa là như vậy. Nhưng mà không có tiền cho mình làm một cái gì đó nó lớn hơn á, thì lúc nào mình có ăn rồi Phật sao? Phật không có đồng nào cả, Ngài vẫn sống được 49 năm. Thứ hai nữa là sao? Mình cũng có ngày cơm ngày 3 bữa, khỏi đi xin ăn. Cái thứ ba là gì? Mình cũng có mái nhà để mà ở. Cho nên khi mà nghĩ như vậy là cảm thấy mình hạnh phúc. Không, cả này là nói thật đó. Cả này gọi là như lý tác ý đó. Nhưng biết sao chứ? Chứ mình không thể nào mình nói mà. Không thể nào mình, đó là một cách duy nhất mình gọi là gì? Từ những cái mà cảm thọ, xoay chuyển cái cảm thọ của mình là bằng cái gì? Như lý tác ý hay là bất như lý tác ý nó khởi lên. Vậy thôi. Chứ bây giờ lần sau mình tiếp tục á, là mình tiếp tục cái tiến trình gọi là gì? Lần sau là giải quyết cái gì? Giải quyết một cái khái niệm rất là căn bản, đó là Papancha là vọng tưởng. Tại vì ở đây có một cái từ cuối cùng gọi là hỷ luận á, thì Huyền Tâm nghĩ từ hỷ luận này thì Hòa Thượng dịch theo cái nghĩa Hán Việt, nhưng mà Huyền Tâm nghĩ từ này ta gọi là từ vọng tưởng thì chắc có lẽ là ấy hơn. Hỷ luận, hỷ luận này thì chính xác đối với trong kinh gì? Trong kinh trong kinh Phạm Vọng. Nhưng mà cái nghĩa mà mình hiểu trong cuộc sống hàng ngày á, thì chữ Papancha này gọi là chữ từ hỷ ngài dịch là hỷ luận, thì mình nói là vọng tưởng. Tức là mình ngồi mình suy nghĩ cái này qua cái kia qua cái nọ, nó trở thành một. Rồi sao? Không phải sao? Thì bởi vậy quý vị phải trở về cái bản gốc. Huyền Tâm nói rồi, nói bản gốc Huyền Tâm nói được, nhưng mà nói về tiếng Tàu Huyền Tâm không bối rối. Thật sự như vậy đó. Quý vị mà nói đưa Huyền Tâm về cái bản gốc thì Huyền Tâm ok, Huyền Tâm may mò, Huyền Tâm giải thích cho quý vị được. Nhưng mà nói về cái từ mà gọi là dựa vào Hán Việt, Huyền Tâm bối rối lắm. Ngay cả từ tâm vương và tâm sở vậy Huyền Tâm có hiểu. Nhưng mà chưa, quý vị thấy rõ chưa? Rõ chưa? Tương đối thì ok. Quý vị học thêm khoảng 50 năm nữa để bắt đầu sáng ra nhiều cái nữa. Quý vị hỏi gì không? Nguyện đêm công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.